Kính thưa quý vị và các bạn, thật là đáng buồn và cũng thật là đáng trách khi mà bát cơm đã bưng lên đến mồm rồi mà vẫn bị hất tung các bạn nhé. Đáng buồn là ngày hôm qua Tôn cũng đã không mang lại cho anh em một cái niềm vui trọn vẹn ở trận cầu giữa Alaves với cả Gizula, khi chúng ta cũng chỉ ăn được có 2 kèo và thua mất nửa tiền ở cái kèo Haricap. Đáng trách là trách đội tuyển Gizula ngày hôm qua cũng đã không bảo vệ được cái thành quả của mình, không bảo vệ được cái lợi thế của mình. Chỉ còn có 3 giây đồng hồ nữa thôi là kết thúc trận đấu rồi. Vậy mà Gizula lại để cho Alaves có được một bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 90+9 các bạn nhé. Nhưng dù sao thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã có được những cái đồng lãi rồi. Ngày hôm qua những anh em nào mà theo dõi trận cầu này thì chúng ta có thể thấy được những tiền đạo bên phía Gizula họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội anh em ạ. Rất nhiều cầu thủ tiền đạo bên phía Gizula cũng đã không ít hơn 3 lần đối mặt với thủ thành bên phía Alaves, nhưng họ cũng không tận dụng được thời cơ và cũng không có được những cái bàn thắng cách biệt. Và khi mà trận đấu chỉ còn có 10 phút nữa là kết thúc, khi mà Gizula đang dẫn trước Alaves với kết quả là 2-1, thì Gizula đã quyết định chơi chậm lại để bảo toàn với cái vị tỷ số là 2-1, qua đó bảo vệ được cái vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của mình. Thế nhưng người tính thì không bằng rời tính các bạn nhé. Một trận đấu khi mà Alaves họ được chơi ngay tại sân nhà của mình, một trận đấu mà họ cũng đã có rất nhiều những cái động lực khi mà khán giả hò reo rất là nhiều. Chính vì vậy mà chỉ còn có gọi là chưa đến một phút đồng hồ của trận đấu này, Alaves cũng đã tạo lên một cái cơn địa chấn khi đã có được một bàn gỡ hòa 2-2 trước Gizula. Nhìn vào cái chỉ số trong trận đấu này thì Gizula họ chiếm nhiều ưu thế phần hơn. Khi mà chúng ta biết được rằng trong vòng 90 phút thi đấu chính thức, Gizula họ cũng đã có quyền kiểm soát bóng lên tới là 65%. Trong khi đó thì đội chủ nhà Alaves cũng chỉ có 35% quyền kiểm soát bóng mà thôi. Hai đội bóng này cũng đã có được kết quả là 8 quả phạt góc các bạn nhé. Đội chủ nhà Alaves thì có được cho mình là 5 pha phạt góc, còn đội khách Gizula thì có được cho mình là 3 quả phạt góc. Với kết quả là 2-2 như thế này thì chúng ta cũng đã thua mất nửa tiền với cái mã kèo Haricap. Nhưng đổi lại thì chúng ta cũng đã ăn rất trọn vẹn với cái mã kèo tài trận 2.5. Cùng với đó thì chúng ta cũng tiếp tục ăn được cái mã kèo, đó là Gizula chấp 0.5 góc. Đó, với 3 mã kèo thì chúng ta cũng đã ăn 2 và cũng chỉ thua mất nửa tiền thôi. Thì ngày hôm qua Tôn tiếp tục mang lại cho anh em những cái niềm vui chiến thắng vô bờ bến các bạn nhé. Và nếu như các bạn không tin thì chúng ta sẽ cùng trở vào kênh chính của Tôn để các bạn chứng thực là ngày hôm qua Tôn cũng đã cho anh em những cái mã kèo nó như thế nào. Đây, như anh em có thể thấy, ngày hôm qua sau những sự phân tích và những thông tin chúng tôi có được thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em với 2 mã kèo, đó là chọn Gizula chấp 1/4 bóng cả trận và tài trận 2.5. Và nếu như anh em mà đã xem hết video của mình thì Tôn cũng đã nhấn mạnh với anh em, đó là anh em lên đầu tư mạnh vào một mã kèo, đó là tài trận 2.5 mà thôi. Còn cái mã kèo Gizula chấp 1/4 bóng cả trận thì Tôn cũng thích nhưng không thích bằng cái mã kèo đó là tài trận 2.5. Chính vì vậy thì cái mã kèo tài trận 2.5 là cái mã kèo big bet để cho anh em đầu tư và về bờ được trong đêm, đúng không ạ? Cùng với đó thì cái mã kèo là Alaves chấp 0.5 góc cả trận với điểm ăn rất là cao, anh em bỏ ra có 96k thôi nhưng anh em thu về đủ 100. Đó, 3 mã kèo này thì chúng ta cũng đã quá là rực rỡ rồi phải không? Và trong nhóm của Tôn ngày hôm qua thì anh em cũng không kém phần long trọng khi cũng đã thu về những cái thành quả rất là lớn các bạn nhé. Không những là 3 cái mã kèo giống trên video như thế này, còn ở trong trận đấu thì Tôn cũng đã nhồi cho anh em với những cái mã kèo rung hoặc là những cái mã kèo góc thì anh em cũng đã quá là rực rỡ rồi các bạn ạ. Đây, anh em có thể thấy sau khi mà hai đội bóng cũng đã có được kết quả là hòa với nhau là 1-1 ở phút thứ 22 của trận đấu này thì Tôn cũng đã tiếp tục nhồi cho anh em với 2 mã kèo. Đó là anh em nên đầu tư vào cái mã kèo là tài trận 2.5, có nghĩa là rung của hiệp 1. Cùng với đó là cái mã kèo đó là xỉu trận 8 hòa anh em nhá, với điểm ăn rất là cao luôn. Với cái mã kèo rung của hiệp 1 như thế này thì xin chúc mừng tất cả anh em trong nhóm, chúng ta cũng đã có được cái sự đầu tư rất là hiệu quả khi mà kết thúc hiệp 1, Gizola cũng đã có được chiến thắng trước Alaves với kết quả là 2-1. Và kết thúc trận đấu này thì hai đội cũng chỉ có tổng cộng là 8 góc mà thôi, 5 góc dành cho đội chủ nhà Alaves và 3 góc dành cho đội khách Gizola, rất là rực rỡ anh em nhá. Đó, ngày hôm qua thì có rất nhiều anh em cũng như là rất nhiều những chú cũng như là bác, những người lớn tuổi tìm đến Tôn để xin kèo các bạn ạ. Và cũng xin chia sẻ với tất cả mọi người là ngày hôm qua cũng có một bạn cũng tìm đến Tôn và cũng có chia sẻ là anh ơi, em cũng chỉ mới biết đến kênh của anh mà thôi,
Em theo dõi anh mấy ngày hôm nay rồi nhưng cũng không dám chơi kèo của anh, tại vì em cũng chưa đặt niềm tin quá nhiều. Nhưng sau ngày hôm qua thì em cũng đã thấy được là những cái mã kèo của anh nó quá chất lượng, và cái sự phân tích của anh nó quá là hợp lý. Cùng với đó thì em thấy anh là một con người sống gọi là 1 là 1, 2 là 2, nên là em quyết định tìm đến anh và xin được đi đường dài cùng với anh. Đó các bạn ạ. Cùng với đó thì những người bác cũng như là những người chú hơn tuổi của Tôn rất là nhiều, cũng gọi là toàn U60 trở lên các bạn nhé, thì cũng có nhắn tin cho Tôn. Đây các bạn có thể đọc cái tin nhắn này thì các bạn sẽ thấy được. Đó, ngày hôm trước thì Tôn cũng đã cho bác Nguyễn Đức Khánh ở cái mã kèo, đó là trận Aston Villa với cả trận Real Madrid. Và ngày hôm qua thì bác cũng đã xem video của mình và bác cũng đã có được những cái chiến thắng vô cùng là rực rỡ anh em ạ. Đây, anh em có thể đọc này. Hôm qua xem nhận định trên YouTube của Tôn Tử, đánh 3 kèo thắng cả 3. Atalanta trên tài 2.5, Leverkusen dưới không dám vào tài 3. Trận Aston cái không được kèo không chơi. Nhận định rất chuẩn, Tôn Tử number one. Đó các bạn ạ. Không phải nói gì với các bạn, nếu như những em nhỏ thì mình không nói làm gì, nhưng những người lớn tuổi như là bác Nguyễn Đức Khánh đã trao trọn niềm tin cho Tôn như thế này thì các bạn phải nghĩ là Tôn là con người như thế nào, Tôn sống như thế nào các bạn nhé. Không phải là như một số những kẻ mua bán kèo ở trên mạng các bạn ạ. Những cái bọn mà nó không làm mà muốn có ăn thì cái bọn đó chỉ có cho ăn cùi chỏ thôi các bạn nhé. Thật sự với anh em là mình rất ghét những cái bọn mà nó gọi là sống gọi là trên mồ hôi xương máu của người khác anh em ạ. Ừ, ví dụ như là anh em mua kèo của nó đúng không ạ? Thì 1 triệu một mã kèo hay là 2 triệu một mã kèo cũng được. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu, nếu mà được thì mình sẽ gửi tiền họ. Đó mới là những người làm ăn có tâm các bạn nhé. Còn các bạn tìm đến những cái kẻ mà chưa gì nó đã bảo là chuyển tiền trước cho chúng nó anh em nhé, thì tôi chẳng hiểu là các bạn tại sao mà còn dại như vậy nữa. Không biết các bạn là bao nhiêu tuổi rồi mà các bạn vẫn còn bị lừa các bạn nhé. Thực sự với các bạn, những cái bọn mua bán kèo, tôi chả biết là chúng nó soi kèo đỉnh ở cái mức như thế nào, nhưng tôi thấy chúng nó cho kèo toàn chết mà thôi các bạn ạ. Đó, rất nhiều anh em tìm đến Tôn bảo là Tôn ơi, mình theo cái thằng này, theo cái thằng kia, mất quá nhiều tiền, mà trong khi đó thì kèo nó cho toàn chết, mà mỗi một trận đều phải mất cho nó ít nhất là 1 triệu cho đến 2 triệu, thậm chí lên đến là 5 triệu các bạn ạ. Một lần nữa thì ở tại video này, mình xin cảnh báo cho toàn thể những bạn đang theo dõi YouTube của Tôn, hoặc là những bạn đam mê cái bộ môn là trái bóng tròn này, thì các bạn hãy tránh xa những cái bọn là làm ăn bất chính như cái bọn mua bán kèo ra các bạn nhé. Những cái bọn đó các bạn xem thì các bạn cứ bình luận vào, chửi thẳng vào mặt chúng nó các bạn ạ. Mà chắc là chửi nó thì nó cũng chặn tin nhắn thôi. Mà tốt nhất là các bạn cũng không nên theo dõi chúng nó làm gì nữa. Còn các bạn xác định đầu tư vào cái bộ môn này mà các bạn muốn kiếm lời thì các bạn hãy nhanh chóng kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 196760 anh em nhé. Và chúng ta tiếp tục trở lại với cái phần tin nhắn của bác Nguyễn Đức Khánh các bạn nhé. Bác có nhắn tin cho Tôn tiếp là tối ngày mùng 10 tháng 5, theo Tôn Tử, một kèo Gizola tài, quá tín. Cảm ơn nhiều nhé. Tầm 17 giờ ngày hôm nay cho chú Khánh, Khánh Hòa mấy kèo ngoại hạng Anh. Xin cảm ơn trước. Đó, các bạn thấy không? Tại vì sao mà bác này lớn tuổi rồi mà vẫn đặt niềm tin vào Tôn như vậy? Và người bác này thì hôm trước mình cũng đã tâm sự với các bạn rồi, là bác cũng đã từng nói chuyện với cả thằng Đức Tỷ Số này, thằng Quang Kèo Bóng này và thằng Tuấn Gió các bạn ạ. Và bác có bảo là tìm đến Đức Tỷ Số là xin, và là cho tôi xin kèo ngày hôm nay. Thì Đức Tỷ Số có nói với bác là nếu bác muốn lấy kèo từ tôi thì bác phải chuyển trước cho tôi 2 triệu. Thì bác này có nói với cả thằng Đức Tỷ Số là tao đánh một trận có 500.000 với 700.000 thôi, mà bây giờ tao phải đưa cho mày 2 triệu, thế thì đánh cái gì? Thế là thằng Đức Tỷ Số nó tắt máy luôn. Ngày hôm trước thì bác ấy có tâm sự với mình như vậy, đúng không ạ? Tôi nói thật với các bạn, cái bọn mua bán kèo nhá, nó cho anh em kèo trước trận đấu đến vài tiếng đồng hồ, chưa có đội hình ra sân chính thức, cũng chưa có được những cái thông tin tốt nhất trước trận đấu. Nó cứ lên trên mạng, nó vào cái kèo nhà cái, xong là nó chụp ảnh, nó cứ đưa kèo cho anh em, gọi là nó đưa theo cái kiểu là 50-50 anh em ạ. Chắc chắn là 10 người tìm đến thì nó cho 5 người kèo trên, 5 người kèo dưới. Nó cho được ai ăn thì ngày mai nó khoe người đó, còn người nào mà chết thì chắc chắn nó sẽ giấu đi các bạn nhé. Cái bọn làm ăn thất nhân thất đức như vậy thì mình tin là chúng nó sẽ phải gặp những cái quả báo cay đắng các bạn ạ. Rồi, một chút chia sẻ để cho các bạn biết được là ngày hôm qua Tôn tiếp tục mang lại cho anh em rất nhiều những cái niềm vui chiến thắng như thế nào rồi. Còn ngày hôm nay thì xin mời toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với đấu trường quen thuộc, đó là giải Ngoại hạng Anh. Khi mà Manchester United sẽ có cuộc tiếp đón Arsenal
ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Trận đấu này thì sẽ được khởi tranh vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5 năm 2024. Và đây là trận đấu thuộc khuôn khổ là vòng thứ 37 của giải Ngoại hạng Anh. Ở trận cầu này, theo như những chuyên gia của chúng tôi tìm hiểu các bạn nhé, thì chúng tôi đang hướng đến cái vị tỷ số là 0-2 dành cho Arsenal các bạn ạ. Tại sao mà Tôn lại nói với anh em là chúng tôi nhận định ở trận cầu sẽ có kết quả là 0-2? Thì chúng ta cũng đã biết được rồi, MU ở tầm này thì họ đã vào hàng các bạn nhé. Còn Arsenal thì họ đang có một cái phong độ rất là cao. Hơn nữa thì hàng thủ của Arsenal họ đang chơi rất là chặt chẽ. Hàng công của MU trong những trận đấu gần đây họ chơi rất là mờ nhạt. Nên ở trận đấu này, để có được một bàn thắng vào lưới của Arsenal thì rất là khó các bạn ạ. Nhưng Tôn thì vẫn tin là sân vận động Old Trafford là nơi mà không phải là đội bóng nào đến cũng có thể đánh bại được MU, nhất là những câu lạc bộ lớn anh em ạ. MU họ có thể thua những đội bóng dưới tầm mình, thậm chí là còn thua những cái đội bóng là mới lên hạng. Nhưng với những đội bóng mạnh như là Liverpool này, Chelsea này, Man City hay là thậm chí là Arsenal thì họ lại chơi theo cái kiểu là rất là khó chịu các bạn ạ. Chính vì vậy mà trận cầu này chúng tôi không hướng đến một kết quả là Arsenal sẽ thắng kèo các bạn nhé. Và ở cái trận cầu này, liệu rằng thầy trò huấn luyện viên Arteta có đánh bại được thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag để mang được cái niềm vui trọn vẹn và hướng đến cái chức vô địch Ngoại hạng Anh ở cái mùa giải 2023-2024 này hay không? Thì ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị và các bạn hãy cùng với đội ngũ ekip Kèo Bóng Tôn Tử, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sơ lược về cái thông tin trước trận cũng như là tình hình lực lượng và sơ đồ dự kiến của hai đội bóng trước khi đến với cái phần tham vấn kèo cho toàn thể các bạn nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua một số những cái thông tin về những trận đấu gần đây của cả hai câu lạc bộ. Với đội chủ nhà Manchester United thì chúng ta có thể thấy được là trong 5 trận đấu gần nhất thì MU cũng chỉ có được cho mình là một chiến thắng trọn vẹn khi mà tiếp đón Sheffield United tại cái đấu trường là Ngoại hạng Anh được diễn ra vào ngày 25 tháng 4 vừa qua mà thôi. Trận đấu này thì thầy trò nhà huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã đánh bại một đội bóng mới lên hạng là Sheffield với kết quả là 4-2 các bạn nhé. Những trận đấu còn lại thì MU cũng chỉ toàn hòa và thua mà thôi. Ở một cái trận đấu xa hơn là ngày 13 tháng 4 tại đấu trường là Ngoại hạng Anh thì MU cũng đã hòa với Bournemouth ngay tại sân nhà của mình với kết quả là 2-2. Và tại cái đấu trường là FA Cup thì MU cũng đã tiếp tục hòa với một đội bóng không được đánh giá cao, đó là Coventry với kết quả là 3-3 trong vòng 90 phút thi đấu chính thức. Và hai đội cũng đã phải giải quyết với nhau trong hiệp phụ. Và Manchester United cũng đã đánh bại Coventry với kết quả là 4-3. Trở về đấu trường quen thuộc là đấu trường Ngoại hạng Anh ở ngày 27 tháng 4 vừa qua thì MU họ tiếp đón một câu lạc bộ mới lên hạng các bạn nhé. Đó chính là câu lạc bộ Burnley. Một trận đấu mà những học trò của huấn luyện viên Ten Hag cũng đã bán thầy các bạn ạ. Khi mà Manchester United được chơi ngay tại sân nhà của mình, họ chỉ có tiếp đón một câu lạc bộ mới lên hạng và đang cũng xếp rất sâu ở dưới bảng xếp hạng thì MU cũng đã không có được một chiến thắng để mang về niềm vui trọn vẹn cho những cổ động viên. Họ cũng đã có được một kết quả hòa trước một câu lạc bộ mới lên hạng là Burnley với kết quả là 1-1. Tại khuôn khổ là vòng đấu thứ 36 giải Ngoại hạng Anh được diễn ra vào ngày 7 tháng 5 thì MU đã có chuyến làm khách trên sân nhà của Crystal Palace. Một trận cầu phải nói là quá nhục nhã dành cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag khi mà họ để thua Crystal Palace lên tới là 0-4 các bạn nhé. Ở trận cầu này thì Tôn cũng đã lên video. Và những ai mà đã xem video ở trận cầu này của Tôn thì anh em đã quá tưng bừng với cái mã kèo, đó là Crystal Palace chấp 1/4 bóng cả trận, cùng với đó là cái mã kèo tài cả trận. Nhìn vào cái thành tích gần đây của MU thì chúng ta có thể thấy được MU họ đang quá tăm tối. Một cái phong độ đang đi xuống trầm trọng như thế này thì rõ ràng là MU không phải là một cái kênh uy tín để cho giới đầu tư của chúng ta nhìn vào họ trong những trận đấu tới đây. Trong khi đó, đối thủ của họ là Arsenal. 5 trận đấu gần nhất thì Arsenal cũng đã có được bất bại lên tới là 4 trận liên tiếp các bạn nhé. Họ cũng chỉ để thua trước câu lạc bộ là Bayern Munich tại khuôn khổ là lượt về của tứ kết cúp C1 châu Âu mà thôi. Trận đấu này thì Arsenal cũng đã thua Bayern Munich với kết quả là 0-1. Qua đó thì họ cũng đã bị loại ra khỏi cái đấu trường là cúp C1. Còn lại thì họ cũng đã đánh bại tất cả những đối thủ và đánh bại với những cái cách biệt rất là lớn các bạn nhé. Các bạn nhìn trên này thì các bạn có thể thấy họ đã đánh bại Wolverhampton với kết quả là 2-0. Họ đánh bại Chelsea với kết quả lên đến tận là 5-0. Họ đánh bại Tottenham trong chuyến làm khách với kết quả là 3-2. Và mới đây nhất khi mà họ tiếp đón Bournemouth ngay tại sân nhà của mình
thì Arsenal cũng đã đánh bại Bournemouth với kết quả lên tới là 3-0 các bạn nhé. Một cái phong độ đang trên đà thăng hoa như thế này thì rõ ràng Arsenal đang là một cái kênh đầu tư hiệu quả để cho chúng ta có thể trông vào được. Tuy nhiên có một điều các bạn cần phải biết, đó là khi mà Manchester United họ thi đấu ngay tại sân nhà các bạn nhá, sân vận động Old Trafford, thì họ đang có một cái thành tích khá là ổn định các bạn ạ. Trong 5 trận đấu gần nhất khi mà MU họ tiếp đón các đối thủ ngay tại sân nhà của mình thì họ cũng vẫn chưa thua bất cứ một trận nào. Họ cũng đã có cho mình lên tới là 3 chiến thắng và cũng chỉ hòa có 2 trận mà thôi. Tại cái đấu trường ngoại hạng Anh thì MU cũng đã đánh bại Everton với kết quả là 2-0. Họ cũng đã đánh bại một đội bóng mạnh khác tại đấu trường là FA Cup với kết quả là 4-3, đó chính là Liverpool các bạn nhé. Và họ cũng đã hòa với Liverpool tại đấu trường ngoại hạng Anh sau đó với kết quả là 2-2. Họ đánh bại Sheffield United với kết quả là 4-2. Và mới đây nhất là họ hòa với Burnley với kết quả là 1-1. Với thành tích ấn tượng khi mà MU họ thi đấu ngay tại sân nhà của mình như thế này, thì ở trận đấu tới đây chắc chắn họ sẽ mang đến rất nhiều khó khăn dành cho câu lạc bộ Arsenal các bạn nhé. Và một niềm tin thắng kèo dành cho MU ở trận cầu này càng được tăng cao hơn khi mà chúng ta biết được rằng trong 10 trận đấu gần nhất khi mà MU họ tiếp đón Arsenal ngay tại ngôi nhà của mình thì MU họ cũng đã chiếm thế thượng phong khi đã có lên tới là 4 chiến thắng, chỉ để thua 2 trận trước Arsenal mà thôi, còn lại là hòa các bạn nhé. Ở những trận đấu gần đây nhất các bạn ạ, đó là năm 2022 và năm 2021, tại khuôn khổ là đấu trường ngoại hạng Anh thì MU cũng đã có 2 lần đánh bại Arsenal ngay tại sân nhà của mình. Cái ngày 13 tháng 12 năm 2021 thì MU cũng đã đánh bại Arsenal với kết quả lên đến là 3-2. Và ở cái mùa giải trước khi mà MU họ tiếp đón Arsenal ngay tại sân nhà của mình thì MU họ cũng đã đánh bại Arsenal với kết quả là 3-1 các bạn nhé. Nhìn vào hai trận đấu ở hai mùa giải gần nhất thì sân vận động Old Trafford cũng đang là một điều kỵ dơ dành cho câu lạc bộ Arsenal các bạn ạ. Chính vì cái lý do này nên là ở trận cầu tới đây chúng tôi cũng đang hướng đến một kết quả thuận lợi dành cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Tuy nhiên xét về cái tình hình tương quan lực lượng của hai đội bóng ở thời điểm hiện tại thì MU họ đang có phần thiệt thòi rất là lớn khi mà có lên tới là 11 cầu thủ đang gặp phải những cái ca chấn thương khác nhau. Còn bên phía là Arsenal thì thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đang có được một cái đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại khi không có bất cứ một cầu thủ nào trong đội hình chính của đội bóng này gặp phải những cái chấn thương. Ở trận cầu tới đây thì chúng ta có thể thấy được là những cầu thủ không thể ra sân bên phía MU đó là Malaysia này, Maguire này, Lindelof này, Varane này, Luxo này, cùng với đó là Kambala các bạn nhé, và Anthony Marshall. Còn lại thì những cầu thủ này đang trong cái tình trạng là sức khỏe cũng đã hồi phục. Không biết là Martinez, Bruno Fernandes, McTominay hay là Rashford có thể ra sân ở trận cầu này được hay không. Nhưng rõ ràng với cái tình hình tương quan lực lượng ở thời điểm hiện tại, khi mà MU họ đang gặp phải những cái ca chấn thương và lối bộ lục đục của MU ở thời điểm hiện tại thì nó cũng đang khá là căng thẳng lên ở trận đợt cầu tới đây. Dù là Bruno Fernandes, Martinez, Tominay hay là Marcus Rashford đang bị chấn thương, sức khỏe đang là 50-50, rất có thể sẽ được huấn luyện viên Erik ten Hag trọng dụng trong trận cầu này các bạn nhé. Và nếu như 4 cầu thủ trụ cột của MU họ chơi ở trận cầu này thì rõ ràng đây sẽ là một khó khăn rất là lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Trong khi đó thì trên đây là cái sơ đồ dự kiến ra sân của cả hai đội bóng. Bên phía đội chủ nhà Manchester United thì huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã quay trở lại với sơ đồ quen thuộc của mình, đó là sơ đồ 4-2-3-1 anh em ạ. Ở mùa giải năm nay nếu như các bạn là fan hâm mộ của MU thì chúng ta cũng đã biết được rằng huấn luyện viên Erik ten Hag cũng đã thử nghiệm đội hình rất là nhiều lần. Không phải là những trận đấu ở đầu mùa giải mà thậm chí đến gần cuối mùa giải huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn cứ thử nghiệm đội hình anh em ạ. Và cái sơ đồ mà làm nên thương hiệu của Erik ten Hag đó là sơ đồ 4-2-3-1 thì cũng đã được ông sử dụng trong trận cầu này rồi. Mà họ lại được chơi ngay tại sân nhà của mình thì đây sẽ là một trận đấu rất là khó chịu dành cho đội khách Arsenal. Trong khi đó thì bên phía Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta cũng đưa ra một cái sơ đồ quen thuộc của mình, một sơ đồ thủ, đó là sơ đồ 4-3-3. Cái sơ đồ này thì chưa bao giờ Arsenal họ thay đổi các bạn ạ. Huấn luyện viên Mikel Arteta thì đã trung thành với cái sơ đồ là 4-3-3 này rồi.
Nhìn vào cái chỉ số của cả hai đội bóng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy được là những cầu thủ bên phía Arsenal họ đang được đánh giá rất là cao anh em ạ. Anh em có nhìn thấy những cái chỉ số này không? Nhiều anh em chắc không biết xem về chỉ số phong độ của các cầu thủ phải không ạ? Tiện đây thì tôi cũng nói luôn cho anh em là sau mỗi một trận đấu, dựa vào cái phong độ ở trận đấu trước thì họ sẽ đánh giá phong độ ở trận đấu sau của mỗi cầu thủ. Và những cầu thủ bên phía là Arsenal thì chỉ có duy nhất một cầu thủ có một cái phong độ không được cao, đó là Tomiyasu mà thôi. Cầu thủ này thì đang có phong độ là 6.8% anh em nhé. Những cầu thủ khác thì đang có những cái phong độ rất là cao, toàn trên 7% mà thôi. Hàng công bên phía Arsenal gồm có là Bukayo Saka, Kai Havertz và Chosa thì đang hoạt động rất là hiệu quả trong những trận đấu gần đây. Cùng với đó thì Declan Rice thì cũng đang cho thấy được là những cái đường kiến tạo cũng như là những cái pha dứt điểm của mình đang có trọng lượng như thế nào các bạn ạ. Nói tóm lại là Arsenal ở thời điểm hiện tại thì họ đang có một cái đội hình rất là ổn định và họ cũng đang chơi với một cái phong độ rất là thăng hoa. Còn bên phía Quỷ Đỏ MU thì sao? Anh em có thể nhìn thấy trên cái sơ đồ dự kiến của bên phía MU thì huấn luyện viên Erik ten Hag ở trận cầu này tung ra những con hàng không mấy chất lượng. Ví dụ như là hậu vệ là Johnny Avan hay là tiền vệ là Milo, tiền đạo Antoli hay là tiền đạo Mason Mount. Những cầu thủ này thì đang không có được những cái phong độ cao. Cùng với đó kể cả là Højlund thì cũng thế thôi. Một cầu thủ được huấn luyện viên Erik ten Hag mang về cũng gần 100 củ anh em nhé. Nhưng đến giờ phút này thì Højlund phải nói là quá chìm sâu vào cái tăm tối anh em ạ. Cầu thủ này ở mùa giải năm nay thì gần như là bàn thắng ghi cho Quỷ Đỏ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ở một trận cầu mang tính chất quyết định như thế này mà bên phía Quỷ Đỏ MU họ cũng đã thiếu vắng đi rất nhiều những trụ cột. Ví dụ như là Bruno Fernandes hay là Marcus Rashford hoặc là trung vệ Harry Maguire thì cũng đang khiến cho những cổ động viên bên phía MU họ cũng đang ngơm ngớp lo sợ các bạn nhé. Nhưng có thể ở trận cầu này trước khi trận đấu được diễn ra thì huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có sự thay đổi trong cái đội hình dự kiến các bạn nhé. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi không đánh giá cao cho phong độ của MU. Tuy nhiên thì MU họ lại có sân nhà làm điểm tựa. Ở 5 trận đấu gần nhất thì họ cũng đã bất bại trước tất cả những đối thủ. Một đội bóng mạnh như là Liverpool thì cũng không thể nào đánh bại được MU anh em ạ. Đó, anh em có thể thấy MU họ có thể thua những đội bóng nhỏ, nhưng đối với những đội bóng gọi là ngang cơ như mình, ví dụ như Arsenal này, Man City, hay Liverpool hay là Chelsea, thì MU họ lại không ngán những cái đối thủ này. Và họ cũng đã gây ra rất nhiều những cái sự khó chịu cho những câu lạc bộ này các bạn nhé. Chính vì vậy mà trận cầu này thì chúng tôi đang hướng đến một kết quả thuận lợi dành cho đội chủ nhà MU. Và với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại như thế này, sau khi mà Tôn cũng đã đi phân tích cho anh em, và trong buổi chiều ngày hôm nay thì đội ngũ của chúng tôi cũng đã họp bàn rất là kỹ lưỡng. Sau khi tìm hiểu về những cái thông tin chiến lược cũng như là những cái thông tin được cung cấp từ bên đối tác thì chúng tôi cũng đã chắt lọc ra cho anh em với hai cái mã kèo chính ở trận cầu này. Đó là anh em nên đầu tư vào cái mã kèo là xỉu trận 3.5 các bạn nhé. Là một cái mã kèo mà anh em có thể big bet về bờ được trong buổi tối ngày hôm nay. Cùng với đó thì các bạn cũng nên đầu tư vào cái mã kèo đó là MU được chấp 1.5 bóng cả trận với điểm ăn đang là 0.91, cũng là một cái mã kèo khá là ok để anh em có thể đầu tư được các bạn nhé. Và ở trận cầu này thì Tôn sẽ không lên cho anh em mã kèo góc nữa. Thay vì cái mã kèo góc thì Tôn sẽ hướng cho anh em với 3 vị tỷ số. Đó là anh em nên đầu tư vào những vị tỷ số là 0-1, 0-2 hoặc là 1-2 dành cho đội khách Arsenal. Tại sao mà chúng tôi lại đánh giá MU họ rất khó có thể ghi bàn ở trận cầu này? Thì anh em cũng biết được rồi, đúng không ạ? Hàng công của MU họ đang chơi gọi là một cái phong độ quá là tù túng trong cái khoảng thời gian gần đây. Và cái trận thua 0-4 vừa rồi khi mà họ làm khách trên sân nhà của Crystal Palace thì rất nhiều fan hâm mộ của MU trên toàn thế giới họ cùng đưa ra một cái quan điểm là trận đấu này các học trò của huấn luyện viên Erik ten Hag đã bán thầy các bạn ạ. Các cầu thủ của MU họ đã cố tình để thua Crystal Palace với cách biệt lớn như thế này để chủ quản của câu lạc bộ này họ sa thải huấn luyện viên Erik ten Hag các bạn nhé. Trong mắt các cầu thủ bên phía MU thì huấn luyện viên Erik ten Hag là một ông thầy mười khó và một ông thầy quá là bảo thủ với những cái chiến lược của mình các bạn ạ. Và cái điều này thì cũng đúng thôi các bạn nhé. Ten Hag mệnh danh là một vị huấn luyện viên bảo thủ nhất
trên toàn thế giới các bạn ạ. Ông không bao giờ chịu tiếp thu và lắng nghe những cái phần ý kiến đóng góp đến từ những người khác. Lúc nào ông cũng cho mình là đúng. Chính vì thế mà rất có thể hết mùa giải năm nay thì Ten Hag sẽ bị bay ghế tại MU các bạn nhé. Rồi ok, ở trận cầu này thì Tôn cũng đã tham vấn cho anh em xong với hai mã kèo. Anh em lưu ý cho Tôn nhá, là cái mã kèo xỉu 3.5 là một cái mã kèo mạnh để anh em có thể đầu tư và mang về thành quả cho mình ở trận cầu này. Còn với cái mã kèo đó là MU được chấp 1.5 FT thì anh em cũng lên đi nhẹ cho Tôn mà thôi. Anh em chia vốn làm sao cho là hợp lý. Ví dụ như anh em đánh MU một củ thì anh em nên đi vào cái mã kèo đó là xỉu 3.5, 3 củ các bạn nhá. Rồi ok, như vậy là Tôn cũng đã tham vấn và nhận định kèo chơi xong cho anh em ở trận cầu này. Với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì Tôn mong rằng là anh em chúng ta sẽ cùng đầu tư và mang về chiến thắng thật là rực rỡ cho mình. Tuy nhiên thì Tôn vẫn phải nhắc lại với toàn thể anh em là với những cái mã kèo ở thời điểm hiện tại thì anh em nào trùng máu với Tôn thì anh em theo kèo. Anh em nào mà có những cái quan điểm ngược lại thì anh em có thể đánh ngược lại Tôn cũng không sao. Vì trên đây cũng chưa phải là những cái mã kèo mà Tôn sẽ cho anh em big bet trong các hội nhóm. Khi mà có được đội hình ra sân chính thức của hai đội bóng rồi và khi mà chúng tôi cũng đã tổng hợp được những cái thông tin tối ưu nhất mà bên đối tác họ cung cấp thì lúc đó chúng tôi mới chắt lọc ra những cái mã kèo để cho anh em chơi big bet trong các hội nhóm các bạn nhé. Và để có được những cái mã kèo chơi tối ưu nhất trong trận cầu này thì các bạn nên kết nối với Tôn qua cái địa chỉ Zalo, đó là số điện thoại 0348 196760, để nhận được những cái sự hỗ trợ tốt nhất đến từ những chuyên gia trong ekip của chúng tôi. Và như Tôn cũng đã chia sẻ với anh em rồi, nếu như anh em mà đang chơi đơn phương một mình, anh em đang ở trong những cái hội nhóm không an toàn, hoặc anh em đang ở ngoài đảo xa thì anh em hãy kết nối với Tôn. Tôn sẽ đưa anh em vào nhóm mà không đòi hỏi bất cứ một cái điều lệ gì. Chỉ cần anh em dành cho chúng tôi những cái sự tôn trọng là Tôn sẵn sàng đưa anh em vào nhóm để trải nghiệm những cái mã kèo chất lượng và cùng trau dồi kiến thức với cái bộ môn thể thao bóng đá này. Còn bây giờ thì Tôn cũng xin kết thúc video này ở đây. Những cái điều cần chia sẻ thì Tôn cũng đã nói hết với anh em rồi. Cuối video thì Tôn mong rằng các bạn có thể bớt chút thời gian ra, hãy dành cho chúng tôi những cái lượt like. Đây cũng là một cái niềm khích lệ tinh thần rất là lớn để cho ekip của chúng tôi sẽ hướng đến những cái mã kèo chất lượng ở những trận cầu tâm điểm tới đây cho toàn thể anh em. Và nếu như những bạn nào mà đang xem video của Tôn, các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy nhớ là ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận được những cái video sớm nhất sau khi chúng tôi phát hành các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể để lại comment với những cái vị tỷ số mà các bạn cho là xảy ra trong trận cầu này. Nếu như các bạn dự đoán đúng cái vị tỷ số ở trận cầu này thì chắc chắn rồi các bạn sẽ nhận được những cái phần quà vô cùng hấp dẫn đến từ đội ngũ của chúng tôi. Những cái phần quà lên đến hàng triệu đồng sẽ dành tặng cho những anh em nào để lại những cái vị tỷ số chính xác nhất và sớm nhất anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.